nhưng điều ấy không đúng một chút nào với cô bé bên dưới đây. Trong dịp lễ trọng đại dân nữ sinh lại méo mặt gì bị hội bạn bè bêu chuyện cảm tình đã với 4 năm nay. Những cô bạn bè đã làm hẳn tấm băng rôn hoàng tráng, để cụ thể lời chúc mang đầy tính cà khịa, nhiệt liệt chúc mừng Nguyễn Đào Thị Bàn Tơ, Hồng Ngọc Bền Chí 4 năm pha, nhìn thấu hồng trần, tu thành chánh quả, giỏi giỏi nghiệp. Nữ sinh ngắn ngẫm trước lời chúc đầy tính cà khịa của hội bạn bè. Ảnh Bảo Trân. Được biết cô bạn trong bức hình vừa giỏi nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội. Ra trường đúng hạn thì vui vẻ, nhưng nhận lời chúc thế này thì cũng chẳng biết nên khóc hay cười. Ảnh Tố Nguyên. Ảnh Quyền Phương. Dân mạng cũng chia sẻ các món quà đầy tâm huyết khác của đám bạn bè. Ảnh Tú Quyên. Nhìn mặt cô bạn ngắn ngẫm vừa thương vừa ai oán cười. Thôi cố có người yêu để chống dánh bằng bạn bằng bè nhé. Bản tờ Duy bình luận. Chỉ có đời bạn bè mới nghĩ ra mấy trò này thôi. Bình thường toàn dây, đến lúc tử tế giống hệt như rằng sắp xin xỏ mình cái gì hay lại gây chuyện, bạn bờ. Tờ chia sẻ. Đến lúc không có người yêu chắc phải cho bầy bạn bè ở nhà, đem bêu anh em như này ngại mặt quá, bạn Nguyễn Nờ Bình.